Thưa đại chúng, như Bác Hồ, một cái người cả một đời vì dân, vì nước, không phải dễ có những con người như thế đâu. Không vợ con, không gia đình, lo cho dân, cho nước. Đấy. Nếu mà ai cũng có cái tâm như thế, thì Thầy nghĩ rằng đất nước chúng ta, dân chúng ta sẽ hạnh phúc rất nhiều. Đó, sẽ hạnh phúc rất nhiều. Đấy là cái điều mà chúng ta mong mỏi. Mong mỏi. Thế nhưng bây giờ Bác thì mất rồi. Có nhiều người, nhất là thế hệ trẻ bây giờ, các cháu nó không biết Bác. Và ở đây cũng có những người là sinh sau khi Bác mất. Thế giờ có khi cũng không nghĩ là làm gì mà có Bác Hồ. Có thể nghĩ thế. Làm gì có chuyện có một con người mà lại không lo gì cho mình cả, chỉ lo cho mọi người thôi. Nghe không? À, bây giờ thanh niên thế hệ trẻ bây giờ nó tiêm nhiễm nhiều những cái tư tưởng, nhất là những cái tư tưởng mà ích kỷ đấy, thưa đại chúng. Các cháu bây giờ đấy, nó nghĩ rằng là làm gì có chuyện có ai mà lại cả một đời để hy sinh, để lo cho mọi người. Nó thấy lạ lắm. Đấy. Vì cái tư tưởng ích kỷ bây giờ nó tiêm nhiễm trong các cháu rất nhiều. À, cho nên nhiều khi có thể các cháu không tin là có một con người như thế đã xuất hiện. Cũng giống như chúng ta có thể nghi ngờ làm gì có Đức Phật. Đức Phật lại vì chúng sinh như thế, thương chúng sinh như là thương con đỏ vậy. Đấy. Nhưng mà thưa đại chúng, những con người như thế lại có thật đấy. Và cũng giống như chùa chúng ta cũng thế. Và có nhiều người ta cũng không nghĩ là làm gì có chuyện chư tăng mà lại đi mà lại lo cho mọi người như thế. Họ cũng nghĩ chắc mình cũng lại vì tiền đấy chứ. Đấy. Đấy. Có thể như vậy. Họ nghĩ đi tu cũng lại vì tiền đấy mà. Họ không nghĩ rằng có những người tu thật sự người ta có lý tưởng à nói. Người ta sống theo lý tưởng của người ta, muốn phụng sự chúng sinh. Ở đây Thầy nói Bác Hồ chúng ta là Bác học được những cái này. Thầy tin là Bác học được rất nhiều từ Đạo Phật. Vì Bác đã có thời gian tu hành xuất gia theo Phật giáo hồi Bác ở Thái Lan. Cho nên cái tư tưởng phụng sự của Bác, Thầy nghĩ rằng Bác được thấm nhuần rất nhiều từ tư tưởng của Phật giáo. Đó. Đấy. Cho nên có thể tuổi trẻ bây giờ nhiều cháu nó không nghĩ là có những con người vô tư, những con người một đời phụng sự, lo cho mọi người, không có. Làm gì có? À, làm gì có ai mà lại thế? Ai mà lại dạy thế? Lại không vợ, không con này. À, đi lo cho mọi người hết một đời thế mà chả được cái gì. Bây giờ thế trẻ giờ là mình phải được cái gì? Các cháu nuôi lớn lên trong gia đình được chiều chuộng từ bé, cái gì cũng vì nó. Cho nên cái tính ích kỷ rất cao và nó nhìn xã hội ai cũng ích kỷ cả, ai cũng vơ vén cho mình cả. Và không dễ gì có ai là vô tư, không dễ gì có ai là trong sáng. Đó, thưa đại chúng. Cho nên cái bài hôm nay cũng giải quyết vấn đề này. Và Đức Phật có hay không? Và đấy. Ở đây Thầy lấy ví dụ về Bác Hồ để nói rằng có những con người như thế. Đức Phật là có thật. Và có những con người thật sự có lý tưởng, họ vì cuộc đời thật sự. Họ vượt lên trên những cái tầm thường. Cái đấy là có, thưa đại chúng. Các con biết đấy, Bác Hồ là một cái người rất vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đối với tuổi trẻ, các con đã được nghe đấy, chỗ giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói chuyện đấy. À. Bác Hồ dạy rằng tuổi trẻ các con phải ham gì? Ham học này, ham làm, ham tiến bộ. Nghe không? Đấy là Bác nói những điều rất là thiết thực. Tuổi trẻ phải ham học, ham làm, ham tiến bộ. Không thể tuổi trẻ mà lại lười học, lười làm và không tiến bộ, lại tụt hậu thì không được. Tuổi trẻ bao giờ cũng là cái thế hệ tiên phong, vào là mũi nhọn, là xung kích của một xã hội đấy. Cho nên trong tổ chức nào mà tuổi trẻ nhiều thì tổ chức ấy sẽ mạnh mẽ, sẽ phát triển. Đấy. Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước. Đấy. Các con chắc chắn sau này là chủ nhân tương lai rồi. Rõ ràng. Các thế hệ cha anh
lớn tuổi già đi rồi, phải trao lại đất nước cho các con. Mà các con sẽ là người quản lý đất nước này, không ở đâu khác. Không ở đâu khác. Cho nên ấy, tuổi trẻ phải học, phải làm, phải phấn đấu vươn lên. Việc học, việc rèn luyện của tuổi trẻ là tối quan trọng. Các con biết rằng đời người có mấy cái giai đoạn. Cái giai đoạn nhỏ ở trong vòng tay cha mẹ. Thầy cứ gọi đến lớp mấy? Đến 7 tuổi đấy, 7, 8 tuổi là cha mẹ ôm ấp, bế ẵm, tắm rửa cho. Rồi qua cái lớp 1, lớp 2 là tự tắm rửa rồi, tự chăm sóc mình được rồi. Nè, rồi theo thầy, theo bạn học hành cho đến khi trưởng thành, học xong đại học đi. Đấy, học xong đại học là ra trường, là lúc ấy là cái giai đoạn cống hiến, làm nuôi thân, nuôi cha mẹ, phục vụ cộng đồng xã hội, rồi lập nghiệp, xây dựng gia đình. Đấy, là trong cái giai đoạn sau khi tốt nghiệp đại học ra trường. Rồi khi con cái của mình trưởng thành, mình sang cái tuổi hưu, cái lúc về nghỉ ngơi đấy, thì thôi lúc ấy quay về gia đình trông cháu. Cái tuổi 60, ở nước mình là 60, nước ngoài có thể 65. Như ở Nhật, lao động ở Nhật ấy, là cái tuổi lao động họ cao hơn cả mình. Thì lao động của Nhật bây giờ già, họ thiếu tuổi trẻ. Lúc ấy là về già, về hưu. Gọi là về hưu cũng là về vườn đấy. Về vườn thì nó không phải là xấu. Về vườn là về nhà, trông vườn, vườn vui thú điền viên. Đó. Và sau đó là đến cái giai đoạn mà nghĩ về cái sự kế tiếp, kiếp sau của mình. Những cái năm cuối cuộc đời là đúc kết kinh nghiệm một đời vào cho con, cho cháu, rồi lo lắng cho cái bước đi tiếp khi kết thúc cái nhiệm kỳ cuộc đời này, chúng ta đi đâu. Đấy, thưa các con. Thực ra, cái thời gian để cho chúng ta học tập, rèn luyện không phải là được nhiều đâu các con ạ. Đấy, trong cái thời gian các con ở ghế nhà trường hoặc trường phổ thông cho đến trường đại học, là những cái lúc thời gian các con học được rất nhiều. Rồi cái giai đoạn từ 22 tuổi trở đi cho đến ngoài 30, 35, 40 cũng là những cái giai đoạn mình phải học tập tiếp. Vừa làm vừa học, lúc ấy vừa cống hiến vừa học tập. Đấy. Nhưng mà các con thấy được bao nhiêu năm đâu? Thầy cứ tính cho được khoảng 20 năm cuộc đời là học hành, rèn luyện, cống hiến ở cái đoạn đấy. Đấy, rất ít các con ạ. Còn những cái năm về già rồi thì cũng không học được bao nhiêu, mà học cũng không để cống hiến được mấy nữa vì nghỉ hưu rồi. Đấy. Cho nên thực sự cái lúc tuổi trẻ này là cái lúc học được nhiều nhất. Đó con. Cái lúc này là lúc các con học, trí óc nó còn minh mẫn, sức khỏe còn tốt, và mắt sáng, tai tinh. Lúc này là lúc học tập tốt nhất. Thì các con phải cố gắng. Cho nên Bác Hồ mới dạy tuổi trẻ phải ham học, ham làm, ham tiến bộ. Nếu tuổi trẻ không học, không rèn thì các con làm sao có kiến thức, có kinh nghiệm? Không thể có đâu. Đấy. Do học tập, rèn luyện mà nên hết đấy. Có một bài hát Thầy nghĩ là bày tỏ lòng biết ơn rất là nhiều. Wow, rất là nhiều. Cái bài đó Thầy nhớ là bài Bác Hồ, Người cho em tất cả. Bây giờ Thầy xin ban âm thanh mở Thầy nhạc bài này, chúng ta hát bài lại một bài nhé. Xin ban âm thanh cho Thầy bài Bác Hồ, Người cho em tất cả. Đấy, để các con thấy là muôn sự vật trên đời này đều có ơn với mình. Thank you.
thầy nghĩ là các con thuộc hết đấy nha. Bài này rất là hay của nhạc sĩ Hoàng Long. Và nhạc sĩ Hoàng Long khi mà viết cái bài hát này đấy, nhạc sĩ biết ơn tất cả vào cho chúng ta những buổi sớm ban mai là ánh nắng bình minh, vào là những ánh bình minh. Đấy, hôm nay mà mặt trời không cho ta ánh nắng thì ta có buổi sớm này không? Không có. Và cho những đêm trăng đẹp là chị hằng tươi sinh, đúng không? Đấy, bây giờ mà đêm hôm rằm mà các con thấy không có trăng thì các con thấy trời tối thui, đúng không? Các con nhớ này, đến Trung Thu của chúng ta rồi, thế mà không có trăng thì buồn lắm, đúng không? Cảm ơn chị Hằng đã cho chúng ta một đêm trăng đẹp để đón rằm Trung Thu, đúng không? Đó rồi, cây thì cho trái và cho hoa, vào cây lúa cho ta hạt gạo để có cơm ăn, đồng ruộng cho bông lúa, chim tặng lời gieo ca. Buổi sáng các con dậy ở chùa, các con có được nghe tiếng chim không? Có đấy, thầy thế, thầy ở trong rừng thầy nghe tiếng chim hót, thầy thấy rất là vui. Sáng sớm những con chim truyền cảnh nó hót líu lo, thầy mới thầy cảm ơn trời đất vô cùng. Thật là thầy nói là một cái bản giao hưởng rất là tuyệt vời. Mặt trời lên rọi qua kẽ lá, ánh sáng nó rọi qua kẽ lá, nó xanh nó như ngọc các con ạ, đẹp lắm. Thầy trong rừng thầy ngắm cảnh thầy thích lắm, rồi đàn chim nó bay, nó vỗ cánh, nó hót díu díu gian rất là vui. Đó, những cái đó con thấy không? Tất cả cái đó đều làm lên cuộc sống của chúng ta thật là đẹp đẽ. Và chúng ta phải cảm ơn đấy các con ạ. Đấy, bài hát này thầy nghĩ là một bài hát cảm ơn đến tất cả muôn loài, vạn vật. Vào, cảm ơn Đảng, cảm ơn Bác Hồ đã cho chúng ta được độc lập tự do để chúng ta có ngày hôm nay.